Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ mô hình cọ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ mô hình người rơi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ mô hình Pikachu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Đầu tiên là mình sẽ xỏ. Màu hồng nha. Như bạn cho mẹ đâu ạ? Dạ. Như bạn cho mẹ. Ô đâu? Hôm qua anh kia chụp ảnh. Anh chụp bên bên đấy. Anh kia chụp bên kia, chụp bên nền bạc và em xếp ra bán. Chị sao mẹ? Anh kia chụp cho anh kia. Quên mất. Con đường em đi sao nó chẳng có ai về. Mình đã xóa phần màu hồng phấn nha. Đây phần hồng phấn nha mọi người. Hồng phấn của mình đây nha. Đây là phần màu hồng đầu tiên của mình nha. Tiếp theo là mình xỏ màu vàng nhé. À không, mình sẽ xỏ hạt chữ. Sau phần hạt chữ này mình xỏ màu vàng này. Chị ba tuổi á? Chị 17. Mọi người ơi, đây màu vàng của mình này, màu vàng của mình đây nha mọi người. Đây là phần màu vàng của mình nha. Mình sẽ xem tiếp là một hạt chữ màu vàng. Rồi mình sẽ xỏ tiếp màu xanh nha, xanh ngọc. Thì đầu tiên tiếp tục tôi nói với bạn không đưa được ngon rồi nha, đẹp thì mẹ gì quá lắm rồi, thế mà mình nói lên để cho tại chỗ này biết đây nha
Rồi bây giờ mình sẽ sổ phần màu xanh gel nha. Rồi bây giờ mình sẽ sổ hạt chữ nha. Giờ mình sổ hạt chữ nha mọi người. Các bạn bây giờ mình sẽ sổ hạt chữ. Vòng lại nha. Các bạn ơi, vòng mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ ủng hộ kênh nhé. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ ủng hộ kênh nha. Các bạn ơi, đây vòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ một đăng ký kênh nhé.